这里阿妈哦哪里来了Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Được rồi, mình đi nha.
Có được ăn đâu, có chết đấy.
đâu. Ba em không lấy lựa to. Ôi ơi, Hoàng Hải nó to lắm, nó bảo chẳng bạn. Nó bảo anh đang đến đây là nó đồng làm không gì đấy. Nó hỏi nó bảo em là có gì để cho nó làm đấy. Nó bảo 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 n
ơi. Nước đi chị, uống nước đi.
đâu, không ạ, cho em xin một ít chị ơi. Bảo em lấy nhưng mà em không mua, chưa mua đâu có. Chắc là bị đông cân ạ. Sợ chị khóc rồi. Chết đấy. Đau. Đau chị ạ. Chung một tí rồi. Dạ. Chắc phải ở một lúc. Dạ. Nước nữa đi chị. Thôi chị ạ, em có ngủ rồi, chị uống đi. Thì chị có được nhiều gà không? Mới được mấy con. Cua uống đi, uống nó. Còn chị có ba mẹ con thôi à? Nhà có ba mẹ con thôi. Thế nhà chị có ở gần đây không? Nhà em ở bên suối chị ạ. Chị ơi, em có mấy củ khoai. Em đi chăn ngựa đi đói. Vâng. Khoan khoan con. Chị em hốt cũng hoảng quá. Vâng. Chẳng biết chị ngã ở đấy lâu chưa. Ồ, thằng cu này nó khóc nó sưng hết mắt rồi. Tét hết mắt đây này. Em trượt chân ngã xuống. Cái thằng này nó lành nhờ. Chẳng biết là ngất đi lúc nào. Đau quá chị ạ. Chân đấy về chị phải siết qua, siết dầu các thứ đi. Dạ. Thằng nói là để kiểm tra xem nó bị làm sao. Anh cho em bim bim với nhé. Cho em với nhé. Thế là ba mẹ con đi lấy củi luôn à? Vâng ạ. Thế chị không cho nó ở nhà chân với bố nó? Bố cháu đi làm rồi chị ạ. Đi làm là tốt. Em đây á, chồng em chả chịu đi làm gì đâu, toàn uống rượu uống chè thôi. Thế là em, hai mẹ con em ở đây cơ. Ba mẹ con. Vâng. Bỏ xuống đây này. Ờ đây đây đây, em lại cho con xuống này. Khoai ngon quá chị ạ, chị mua là khoai gì trồng đấy? Khoai em bị đào trên núi thôi chị ạ. Ngọt thì ăn được chị ạ. Bởi mà về mà có phải đi nhà đâu. Vâng. Đi chợ về xong thấy chị cái là bỏ đồ đi luôn. Vâng. Đi lấy tí nhé. Vâng. Khoai nữa không? À, này, cô cho con. Con ra con lấy khoai. Đâu đấy chị? Em mua 5.000 đấy chị ạ. Vâng. Này rồng bảo là rồng chứ chưa. Em rồng bầu nhưng mà nó thời gian thì em bận quá.
là không ấy được. Ở cổng thế mới cái đấy vào. Nhà có trẻ con nhiều nhóc lắm. Sao chị cũng để giày thế hả chị? Hai bé này cách nhau bao nhiêu tháng? 17 tháng hả? Thằng cu lớn là con của em, còn cái thằng bé kia là em nhặt được thôi. Nhặt được hả? Vâng. Vâng. Em đi chợ về thôi, chẳng biết khổ thân thằng bé mẹ nó bỏ, thế là ở bên đường á, thì em lấy về em nuôi. Vâng. Thì em nuôi. Thế bé này bé trai bé gái gì? Bé trai đấy, nhưng mà người ta cứ cho xin quần áo thì em cứ thấy thế nào thì em mặc như thế à. Vâng ạ. Người ta cho đồ gì thì mình mặc cái đồ đấy, nên là toàn đồ con gái người ta cho, thế là mặc toàn đồ con gái đấy. Chuẩn đúng là nó là con trai. Vâng. Mấy cây đang định giống mấy cây mướp này. Vâng. Lại giống mấy cây đu đủ. Vâng. Em thích trồng cây lắm kìa. Nhiều nữa đâu. Thế chắc không phải bong gân đâu. May đâu. Chắc là lúc kia chị chảy chảy một tí nữa đâu. Chị ơi, chờ chiều đó chắc là chị sẽ đi mệt luôn thôi. Các cháu đi về luôn. Vâng. Ngoài trời lạnh rồi. Vâng. Con lấy khoai về ăn này con. Con cầm khoai về ăn là ăn rồi. Con đang có để một cọng cho bác.
và rau rồi. Sơ uống nha.
ầm đi con ầm. Thôi con trong mồm. Ngon ngon ừ ầm nhé. Có con trong mồm con ạ. Ơi. Yêu yêu. Rau à? Ờ dòng rau nhá. Dòng rau em ăn nhá. Ờ. Ừ.
nào đi con. Đuổi con mít đi nào. Ơi, chờ mẹ tí nha, sắp xong rồi nha. Đây, xong rồi. Oh.